Xin chào mọi người, Cường đã quay lại. Hôm nay Tây Ninh một ngày nắng đẹp, nếu không muốn nói là chói chang và chảy mỡ. Cũng khá lâu rồi Cường không quay lại YouTube. Kể từ clip làm clip ăn cái con tu hài, một số người comment hỏi là không biết ăn cái con kỳ cục đấy, không biết có vì sao mà lâu quá không thể quay nữa. Cũng giống như mình chia sẻ trên YouTube là kênh này cũng để chia sẻ với các bạn những cái điều thú vị trong cuộc sống. Thì tối hôm qua mình có đặt một cái gói hàng từ Shopee, đó là một cái lò nướng, mình thấy nó cũng khá hay cho nên mình muốn làm clip chia sẻ với các bạn. Đó là một cái lò nướng quay tự động. Trong những ngày nắng mà như thế này thì nắng chảy mỡ mà ăn đồ nướng thì sao ta, chắc là sẽ được đấy. Rồi ok, mình sẽ review xem và sau đó mình sẽ nướng thử một vài món giống như kiểu là BBQ mà mình không phải ngồi gần, chắc cũng không nóng lắm đâu. Rồi thử nhé. Rồi mình sẽ quay cận cảnh một cái bếp nó sẽ như thế nào. Đây, nó đây. Bây giờ mình sẽ review cho các bạn xem cái kiện hàng mình mới gửi về là cái bếp nướng quay tự động nó sẽ như thế nào. Rồi, bây giờ mình sẽ khui ra nha. Đây. Đây, mình cũng bản thân gia đình cũng hay ăn uống nhưng mà lại phải mất một người để ngồi nướng đó nha. Mình tình cờ mình lướt web thì mình thấy cái sản phẩm này trên Shopee cho nên mình thấy cái mình order luôn. Giá cũng không rẻ đâu. Nhưng mà nếu mà tính mà phải mất một người để ngồi nướng đó, thì giá này có thể đầu tư được. Đây, bằng inox nha. Còn inox bao nhiêu, 304 hay là 207 hay là cái gì đó thì sau thời gian sử dụng mới biết được. Mình không phải dân trong nghề cho nên không biết được. Rồi, kê lên đây cho nó cao nha. Đóng gói nhìn cũng đẹp các bạn, đầy đủ. Nhưng mà không biết sử dụng như thế nào thôi. Rồi, mình sẽ bỏ nó đây. Cái này mình không buôn bán gì đâu nha. Nhiều người nếu mà thấy hay hay mà có hỏi thì mình không biết chỗ đâu mà chỉ cho mua. Ở trên Shopee thì mình tình cờ mình tìm thấy thôi. À, có cái vỉ nữa nè. Đây là chế độ ngoài cái việc mà nướng xuyên, cái xiên quay á, thì chắc là cho thêm cái này để nướng vỉ á, chắc là vậy. Các bạn thông cảm thì mình phải tìm những cái chỗ mà nó mát mẻ như thế này á, mình làm video nó mới yên tĩnh. À, cái gì đây, hướng dẫn sử dụng bếp nướng tự xoay Mekongtec V3. Ồ, thế hệ thứ ba rồi đấy. Không có gì đặc biệt, nếu không nói là dây mỏng. Cái này chắc là hai cái chân nè. Đây, mình có thấy ghi ở trong cái chi tiết đặt hàng là gửi cho mình là 5 cái xiên đinh 3. 1, 2, 3, 4, không các bạn, 4 xiên đinh 3 và 5 cái xiên thẳng đó. Chắc có lẽ là do mình nhầm. Xiên này thì không được cứng lắm, nó đang làm dạng dẹp các bạn. Mọi người thấy đẹp đúng không, nhưng mà thực sự nó hơi yếu. Kiểu này thì không biết xiên được cái gì đây. Chút nữa mình sẽ thử, mình nướng thử mấy món để xem nó như thế nào, thử cảm giác ăn đồ nướng giữa trưa nha. Mà nắng Tây Ninh nữa nha, không phải thường đâu. Đây, củ sạc để dành, nó là cái củ sạc điện thoại Samsung. Hàng này không biết hàng thứ mấy đây, hàng loại mấy. Đây, cái gì đây, cáp sạc các bạn. Xé ra xem nó như nào nha.
chỉ là còn sợi cáp bình thường đó mà. Đây, để qua đây. Rồi bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cận cảnh nha. Đây, tem nhãn của nó đây nha. Bạn nào mà làm bên Mekong Tech thì đây là đừng khiếu nại bản quyền với mình nha. Đây mình giới thiệu dùm các bạn nha. Số điện thoại nó hơi mờ nhưng mà vẫn đọc được. Bên hông nó có mấy cái chân để mà mình lắp cái chân sắt, mấy cái chỗ lắp chân sắt. Đây là cái công tắc bật chạy. Phía dưới nó có các cái lỗ để mình nó lấy gió các bạn. Tại vì bếp than thường mọi người hay chọn những cái thùng kính ở phía dưới thì gió nó không xuyên lên được á, nó không bốc hơi được, nó không tạo hiệu ứng bốc cái lửa lên được. Nó không tạo được hơi nóng tối ưu thì than nó nhanh tàn nhưng mà nó lại không nóng. Có các cái lỗ này thì nó sẽ nóng hơn. Hơi nóng nó bốc lên thì mình nướng đồ nó sẽ nóng và nhanh chín hơn. Đây. Đây là các cái trục xoay. Nó có cái hình dấu cộng ở giữa cái chữ thập nè. Để chút nữa mình sẽ xiên xiên. Đây nó đây. Cái xiên nướng nó xiên nó làm đinh ba đó. Chút cái đầu vô. Nhìn nó cứ như đồ chơi các bạn ạ. Nướng thì như thế nào không biết, chút nữa mình sẽ nướng. Nhưng mà nhìn bây giờ nó giống như đồ chơi á. Mình thì hay rất thích những cái đồ công nghệ, mình những cái gì hay. Cho nên là mình thấy là mình kết ra liền, nhưng mà thực sự ra thì nhìn cái vẻ bề ngoài của nó không được cứng cáp lắm. Chút nữa nó sẽ xay, mình sẽ cắm cái điện hoặc là cục sạc dự phòng. À, cái này nó có chức năng xài điện sạc dự phòng nha. Tức là thay vì các bạn không sử dụng cái cục sạc điện thoại này mà cắm cho nó chạy á, thì mình sẽ cắm vào cục sạc dự phòng. Tức là khi mà đi dã ngoại picnic mình sẽ không có sợ là mình phải không có nguồn điện. Cũng tiện đúng không? Nướng nhỏ nhỏ ít thì được. Dĩ nhiên những cái xiên này mà nướng gà thì chắc là không ổn. Đây. Cáp micro USB nha. Cắm vào cái lỗ này. Nói chung là cũng khó đấy. Vô rồi. Cục sạc dự phòng này. Cho nó chạy thử nha. Đây là 2.1A và 1A. Thôi cứ cắm vào 2.1 đi. Cho nó mạnh. Mở điện lên nào. Chạy thử nha. Ui. Mình cho hết xiên lên thử xem sao nha. Một lỗ nữa. Ui, chạy rồi các bạn. Chạy được. Mình cứ sợ nó không chạy được. Ui, vướng. Giống như mô hình triển lãm. Cảm giác nó hơi yếu. Cái xiên này nó làm dẹp để có mục đích các bạn. Nó sẽ cho vô cái lỗ mà cái lỗ hình chữ thập này. Đó, nó xiên vô đó. Nó sẽ quay được. Mình được người bán quảng cáo là cái sản phẩm này là do anh bạn người Việt ở Nhật thiết kế và sau đó chuyển về Việt Nam làm để bán. Các bạn nghe kinh khủng không? Thiết kế ở Nhật đó. Design in Japan nha. Nguyên cả ở trong này là than. Rất là nóng. Không biết sau thử thách mà nướng đầy vỉ thì nó sẽ còn tồn tại được hay không, hay là nó mốt méo mó này không biết.
Rồi, bây giờ mình sẽ đem nó ra để làm thực tế đây. Cho đồ ăn lên và nướng. Xem nó chạy như thế nào nha. Đây là những thứ để mình thử cái bếp này. Đây là chỉ đồ thử thôi nha. Chỉ như đây thôi. Đây bếp than xong rồi nha. Bây giờ để cái xiên lên. Rất là nóng nè. Đây action. Đó chạy rồi. Ồ nóng á. Đỏ mới để lên đỏ rồi. Không, nếu vậy thì bên không, cắt miếng bánh rồi. Khoảng 200 g thôi. Tôi kêu cắt miếng nghe. Ôi nhiều lắm rồi, ăn không hết đâu. Chứ còn nướng cá, cá nhiều lắm. Hết đâu, quán ăn dữ lắm chứ bụng nó kìa. Ồ, bếp này được á. Bản thiết kế bên Nhật gửi về mình đâu có giỡn. ông bạn bán hàng, ông bạn quảng cáo là bản thiết kế bên Nhật gửi về Việt Nam làm đó. Cái này hôm nào muốn dê về nướng hợp lý này. Đúng rồi, cái này thịt xiên nướng đẹp hơn. Cái mà mấy con này nướng nhiều khi nó lại không đều. Nướng xong. Do là nó nóng quá cho nên là lấy xuống nhanh quá, anh không kịp lấy cái quay cái quá trình đó. Bây giờ thử xem nó chín như thế nào nha. Đây. Chín đều lắm ạ. Ít bị khác nè. Đúng là nướng vỉ thì nó đen hơn, nhưng mà nướng cái này thì nó chín, nó đều hơn. Con này nó chưa có ấy, nó bên da này nó còn nữa. Cái bếp này nó có để thêm cho mình cái vỉ ngang để mà không có nướng xiên, thì mình để cái đó là mình nướng bình thường. Thêm cái gì nữa thế này. Nãy quên để dầu, mình bôi dầu lên trên cái xiên nướng để cho nó bị nó được trơn á. Cho nên khi cá nó chín nó dính vô đây. Chín hết rồi. Cái gì ở đây? Mẹ mày thử tôm luôn đi xem chín chưa. Rồi, chín rồi, bỏ đây. Đây ăn sáng sống thì ăn mù tạc được, cái này nó chín. Thôi vui không? Vô cái đi. Đấy, trưa nắng mát nha. Mời mọi người nha. Cậu bắp à? Bỏ trên gì ấy? Quay xong chưa? Chưa. Cái con này sao nó khét nhẹt không ngon vậy trời. Trời ơi, chưa có chín khét đi. Đây. Chấm muối Tây Ninh nha. Rồi, vui đi. Mời mọi người vô nha. Trưa nắng ăn đồ nướng. Chỉ có cái này nó mới mát nổi thôi. Cái mè 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 bà ra lái xe đi. Cái đi lấy than cái.
đói. Thôi, clip này mình quay tới đây thôi nha. Để thử cái bếp này nó làm việc như thế nào thôi, chứ nếu mà quay mà ăn hết cái này thì mấy bạn mới mồm nhìn mình đi đâu không xong đâu. Bạn mới tháng 4 bay đi đâu không? Biết là có làm không? Chào tạm biệt mọi người nha. Tao đã tới một con dê đó, mày về mày làm đi. Ủa cái này mà nướng dê được á? Một con nướng nguyên con luôn à? Thì mua nguyên cắt con ra chứ cái này mà tiền đâu. Nó có khoảng 3 triệu à. Về tao đãi